Bánh canh giò heo là món ăn dân dã, giá rẻ, dễ ăn và luôn thu hút nhiều khách hàng. Để tạo ra món ăn ngon, đẳng cấp, cần phải có những bí quyết riêng. Chị Thùy Linh, hiện đang sống tại Tây Ninh, đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết nấu bánh canh giò heo. Xin chào mọi người, mình tên là Thùy Linh. Mình đến từ Tây Ninh. Hôm nay mình đến với lớp học bí quyết nấu bánh canh của thầy Y để về Tây Ninh kinh doanh món bánh canh. Một ngày cuối tháng 7 2022, chị Thùy Linh từ Tây Ninh đến tìm thầy để học cái món bí quyết nấu cái món bánh canh giò heo Tây Ninh. Thì phải nói là ở Tây Ninh thì rất là nổi tiếng về bánh canh Trảng Bàng, bánh canh Tây Ninh, được cái địa phương yêu thích thì cái khả năng kinh doanh sẽ thành công. Tuy nhiên là cần phải có cái bí quyết để tạo nên cái món ăn nó phải đặc biệt ha, và cái chất lượng nó phải tốt, và cái cách chế biến nó phải hiện đại để đạt được cái độ ổn định về chất lượng. Việc chọn giò heo làm nguyên liệu chính và hầm trong thời gian ngắn để tạo độ ngọt của nước leo, cách ướp giò heo thấm vị và có màu sắc đẹp, cách nêm nếm hương, gia vị và bảo quản nước leo là những công đoạn quan trọng đã được thầy Y chỉ dạy. Cách kết hợp các loại nhân kèm theo như trứng cút, mộc từ giò sống là những bí quyết tạo ra sự phong phú trong món bánh canh đã được thầy Y hướng dẫn tỉ mỉ để tăng sức hấp dẫn cho món ăn. Thì cái cách hầm cũng như là cái cách ướp hương nêm gia vị trong bánh canh này rất là quan trọng. Cái định lượng, cái tỷ lệ ha, từ với bao nhiêu nước thì có bao nhiêu cái hương vị để nêm vào đạt được cái nồi bánh canh rất là thơm và trong ha. Và hương vị rất là chuẩn. Hôm nay mình đến với lớp học của thầy thì mình thấy thầy dạy nhiệt tình, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Hương vị của thầy nấu thì ngon. Mình tự tin về mình sẽ thành công với món bánh canh của thầy truyền đạt. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn thầy đã truyền lại bí quyết nấu món bánh canh giò heo cho mình. Rồi ngoài cái bí quyết nấu thì thầy hướng dẫn cái cách bày trí ha, cái cách bố trí cái quầy bán hàng, cái nồi nước trộn rồi cái nồi giữ nóng, nồi nước lèo để làm sao mà múc bánh canh nó rất là nhanh, tốc độ nhanh và đạt được cái tô bánh canh đẹp mắt ha. Những cái quy trình mà thầy hướng dẫn thì nó theo hướng công nghiệp, thành ra là các bạn nấu rất là nhanh và nó tiết kiệm rất nhiều thời gian đó, và chất lượng rất là tốt đó. Điều đó giúp cho các bạn khi kinh doanh nó đạt được hiệu quả cao ha, và chất lượng cũng như là cái nhân công chi phí nó thấp. Đó là những bí quyết mà thầy giảng dạy. Được học bí quyết ngay tại bếp trung tâm tại nhà hàng là cơ hội rất lớn để chị Thùy Linh có thể học tập cách tổ chức bếp công nghiệp và khoa học do thầy Y thiết kế và triển khai kinh doanh hiệu quả ngay tại Sài Gòn. Với sự đam mê kinh doanh của chị Thùy Linh và được sự chỉ bảo tận tình từ thầy Y, chúng tôi tin tưởng chị sẽ phát triển kinh doanh thành công món bánh canh giò heo ngay tại quê nhà Tây Ninh.